Hello, đây là một cái cửa sổ bị người nào á lấy súng bắn xuyên qua cửa sổ nè, nó lủng lỗ luôn. Tại đây là cái chỗ giặt đồ công cộng Midvale. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 2016 vào lúc 2:45 trưa thứ tư. Nhìn thấy khủng khiếp quá đi. À, nó có cái lỗ luôn á, xuyên ra ngoài luôn á. Cái lỗ bị viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ. Ok, xin chào, tạm biệt, bye. Take care everyone.